Tập 61. Ê, sao rồi? Giờ này chắc ba anh đi rửa xe rồi, còn mẹ anh vẫn chưa tỉnh, rất an toàn. Đi. Ờ, được. Ê, chào con. Ờ, chào mẹ. Mặc nhiều áo một chút, tránh bị cảm lạnh con. Dạ, con biết rồi mà. Mẹ đi rửa cái mặt đã, con hỏi Thừa Trinh đi, coi nó có muốn ăn sáng gì không, ha? Dạ được, một chút nữa con sẽ gọi điện cho cô ấy liền. Gọi điện làm gì? Con trở về phòng trực tiếp hỏi con bé là được rồi. Trời. Làm sao đây? Cái gì làm sao đây? Anh nói sự thật với họ, nói đêm qua chúng ta chỉ nói chuyện với nhau cả đêm thôi. Ai mà tin chứ, càng nói càng rối. Vậy phải làm sao đây hả? Nè, chỉ bằng sai rồi cứ để sai luôn đi, đóng giả thành thật. Anh thật phiền phức mà, đáng ghét. Tránh ra đi. Chào con. Bác Bùi. Gì vậy? Chào buổi sáng. Chào con à. Sáng nay con với Chính Hy đi vận động một chút vừa mới về tới, giờ con phải về nhà rồi. Dạ. Dạ tạm biệt bác. Mệt thì về đi. Tạm biệt nha. Vận động gì vậy? Quả nhiên càng nói càng rối. Quả nhiên khó uống thiệt. Tại sao so với chị Hoa Hoa lại khác nhau vậy? Cô đang làm gì vậy? Tôi định pha trà sữa cho anh uống nè. Vậy chút nữa gặp nhau trên sân thượng nha. Bùi Hữu Đình, sao mày ích kỷ vậy chứ? Em gái đang buồn mà mày chỉ nghĩ tới bản thân thôi. Trời ơi, tại sao mỗi lần nghĩ tới Từ Duy Minh là mày ngốc nghếch như vậy? Trời ơi, cái đó cô suy nghĩ như thế nào vậy? Nếu như mọi người đều cùng với Phó Tổng rời khỏi đây thì tôi cũng sẽ không ở lại. Rời khỏi? Vậy là toàn bộ bộ phận nghiệp vụ đều bị thu hút đi hết sao? Bộ phận nghiệp vụ sẽ không còn gì sao? Công ty cũng chắc sụp đổ rồi phải không? Ở công ty không nên nói mấy điều này đâu, đi thôi. Bọn họ vừa mới nói là bộ phận nghiệp vụ sẽ thôi việc tập thể sao? Ở đây lạnh quá à, sao cô còn chưa tới? Đại nạn sắp tới rồi còn cập nhật thời tiết. Nè nè, em vừa mới nghe được một tin tức vô cùng động trời đó. Được rồi, ngồi xuống. Nè, uống trà sữa đi. Em vừa mới uống rồi, bây giờ em không có tâm trạng uống nữa đâu. Công ty sắp gặp nạn rồi đó. Chị Hoa Hoa, chị Thừa Trinh, hai chị nghe em nói nè. Phó Tổng không chỉ thôi việc một mình đâu, anh ta còn muốn tất cả mọi người trong bộ phận nghiệp vụ thôi việc hết đó. Đó là ai? Thừa Trinh, em giải quyết đi. Hữu Đình nè, đừng có gấp mà, em ngồi xuống trước đi rồi nói. Tại sao chứ? Hai chị nghe thấy rồi lại không ngạc nhiên là sao vậy? Biết hết rồi ha. Hả? Chị Hoa Hoa, sao chị lợi hại vậy? Cảm ơn.
Chị sợ được công chúa khen ngợi lắm, nhưng mà không hề cảm thấy có cảm giác gọi là sung sướng cái gì hết. Chị hỏi em, công ty từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài có việc gì qua mắt được chị đâu. Vậy thì tốt, bây giờ có cách giải quyết rồi đúng không? Không có cách. Hả? Vậy làm sao giải quyết đây? Trời, giải quyết hiện tại chỉ có một thôi, đó là phó tổng tóc xoăn đó có đồng ý cho chúng ta ở lại hay là không, có đem chúng ta gói lại hay không. Hả? Đây vậy tự Duy Minh phải làm sao chứ? Anh ấy thật là đáng thương đó. Stanley vừa mới về nước nghỉ phép, công ty cũng vừa mới chuyển giao cho anh ấy thôi. Công chúa ơi, cô bây giờ trông rất là tuyệt vời. Bây giờ còn biết lo lắng thay cho thái tử gia, cũng như là chồng tương lai của cô nữa ha. Trời ơi, chị Hoa Hoa, chị đang nói cái gì nữa vậy? Chị Hoa Hoa, chị đừng ăn hiếp Hữu Định nữa. Chị với chị Hoa Hoa cũng đang tìm cách đó. Chúng ta chỉ là nhân viên quen thôi, làm gì có cách được chứ. Có lẽ là nên gọi chủ tịch quay trở về đi. Có gọi ông ta quay lại thì cũng như vậy thôi. Cái ông già đó thì có thể có trò hề gì mới mẻ đâu. Bây giờ chỉ có hai cách giải quyết. Cách thứ nhất là chủ động ở lại, còn cách thứ hai chính là tìm biện pháp dự phòng. Ừ, hai chị thảo luận với nhau rồi. Người của phòng khai phát cơ bản đều có được kinh nghiệm nghiệp vụ, chị cũng sẽ dẫn dắt hỗ trợ công việc nghiệp vụ nữa. Việc này em có thể hỗ trợ được, nhưng mà như vậy không phải là chúng ta đang dương mắt nhìn mọi người trong bộ phận nghiệp vụ bị hút đi hết sao? Trời ơi, đó là ai? Chị sắp không chịu nổi Thừa nữa rồi. Trinh. Là ai vậy? Thừa Trinh, là ai em nói đi. Bọn chị chỉ làm một cách thôi, bọn chị không thể làm hai cách được. Trời ơi. Hữu Đình nè. Hả? Điểm mấu chốt hiện tại đó chính là anh trai của em đó. Anh, vậy bây giờ anh của em đang ở đâu? Tìm cậu cả buổi trời, cậu đi lên sân thượng làm gì vậy? Bây giờ cậu cho rằng hẹn hò quan trọng hơn hết có phải không? Phải đó, tôi vừa mới nghe nói bộ phận nghiệp vụ muốn xin thôi việc tập thể. Cho nên làm sao đây? Tôi sẽ tìm phó tổng thương lượng một chút. Nếu anh ta có điều kiện gì chưa hài lòng, tôi sẽ tận lực giải quyết. Sau đó tranh thủ thời gian chờ Stanley trở lại chủ trì đại cuộc. Quyết định là không sai, nhưng mà trước khi quyết định nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ. Chủ tịch vừa mới nghỉ phép, phó tổng lập tức đảo chính ngay. Điều này chứng tỏ anh ta đã có kế hoạch từ rất lâu. Cậu nói là sẽ tận lực tìm cách giải quyết vấn đề của phó tổng. Vậy cậu có thể đoán trước xem anh ta có chỗ nào không vừa lòng không? Có phải về vấn đề tiền lương? Không phải. Lương của anh ta còn cao hơn cả chủ tịch, cao nhất trong công ty, không thua kém bất kỳ giám đốc nào. Suy nghĩ chiều hướng khác đi. Hay là vì lúc trước anh ta với anh còn có chị Thừa Trinh cùng nhau làm việc không được thoải mái? Lý do này đúng một chút, nhưng mà dưới sự nỗ lực của Thừa Trinh, các cuộc mâu thuẫn nội bộ trong công ty đã trở thành cuộc thi đấu nhẹ nhàng. Nhưng đây tuyệt đối không phải là nguyên nhân chính. Vậy thì em không hiểu rốt cuộc là lý do gì. Anh ta để ý đến chính là cậu đó. Em, lúc trước đúng là có tranh chấp một chút, nhưng mà em đã xin lỗi rồi, anh ta đồng ý rồi mà. Thì ra cũng chỉ là bằng mặt không bằng lòng. Không sao đâu, nếu như anh ta muốn em xuống nước nhỏ xin lỗi một lần nữa cũng không thành vấn đề. Đợi đã. Có thể nói là việc anh ta để ý là việc cậu sẽ ngồi vào vị trí tổng giám đốc. Cho nên cậu là át chủ bài cuối cùng của chúng ta, không được dễ dàng tiết lộ. Nhưng mà nghe nói như vậy, em càng nên xuất hiện để giải quyết chứ. Bởi vì bây giờ em là tổng giám đốc của công ty mà. Cậu đi nói với anh ta, có nghĩa là công ty phải cúi đầu trước anh ta rồi à? Vậy vị trí tổng giám đốc phải để cho anh ta ngồi mới đúng. Không phải là em ham muốn chức vụ này, chẳng qua là bởi vì em không muốn phụ lòng tốt của Stanley. Lúc trước chủ tịch có từng thuyết phục tôi tiếp nhận chức phó tổng của bộ phận nghiệp vụ này, trở thành đối tác của công ty. Em biết chứ, nhưng mà anh đã từ chối rồi mà. Nhưng mà hiện giờ tôi đồng ý với sự tin tưởng của chủ tịch. Tổng giám đốc, nếu cậu cảm thấy tôi có thể giúp sức được, vậy thì phiền cậu lập tức truyền lệnh nhân sự để tôi làm phó giám đốc bộ phận nghiệp vụ. Điều anh về bộ phận nghiệp vụ,
chẳng khác nào đẩy anh vào trung tâm của cơn bão. Bình thường tự do, gặp chuyện đều êm đẹp, đó là phong cách của tôi. Nhân Ngạn. Chào giám đốc Bùi. Muốn uống không? Đây chính là trà sữa độc quyền của bộ phận khai phát chúng tôi. Mùi vị rất đặc biệt, thật sự ngon lắm. Xem ra giám đốc Bùi ngoài việc rất giỏi nghiệp vụ ra, hiện tại còn là trụ cột của bộ phận phát triển. Vậy là tương lai có thể trở thành phó tổng nghiệp vụ, mở một tiệm đồ ăn uống. Anh đang muốn tôi nghỉ việc đó hả? Đơn giản chỉ là em thấy nó ngon thôi mà. Nè, lúc trước có một đề án, khách hàng muốn bộ phận khai phát chúng ta làm liên danh máy xé tóc như là tặng phẩm của chúng ta. Anh đang nhắc tới máy xé tóc Philips và salon của họ đang gắn ghép với nhau có phải không? Đúng, tôi đã sắp xếp liên lạc ổn thỏa hết rồi. Các bước tiếp theo tôi muốn để cậu tiếp nhận. Nếu cậu không có vấn đề gì, tôi sẽ nói với Lập Dương. Giám đốc Bùi à, anh cũng biết là gần đây tôi bận bịu công việc kinh doanh của cửa hàng lắm đó. Chuyện của cửa hàng à? Cửa hàng đều đã đi vào quỹ đạo của nó rồi mà. Tôi cũng nghe nói cậu làm việc cũng rất tốt. Vậy cậu vẫn bận lắm à? Chính Hy. Hả? Phó tổng, đề án đó của cậu tôi cũng đã thông qua rồi. Cảm ơn phó tổng. Đề án này tương đối gấp rút, cảm ơn anh ưu tiên thông qua. Nhưng mà loại này giống với đề án đặt mua tập thể, lợi nhuận đều là ở trong công ty, tiền thưởng của nghiệp vụ bọn họ cũng có chút quá ít rồi. Hay là anh để cho bộ phận khai phát đi? Như vậy thì bộ phận khai phát không phải đang lạm quyền hay sao? Ngồi đi. Anh yên tâm đi, về phần này tôi đã đều đăng ký trong đơn, đều được ghi chú lại hết rồi. Mặc dù tiền thưởng này không nhiều tới như vậy, nhưng tôi thấy thưởng cho nhân viên bộ phận khai phát như vậy là quá nhiều rồi. Dù gì trước mắt các anh đều bận như vậy, nếu thưởng như vậy cũng xứng đáng với các anh. Tính ra thì đẹp cả đôi đường mà thôi. Lại nói về phía Nhân Ngạn, tôi sẽ giúp anh ta lên kế hoạch sắp xếp tốt hơn. Nhân Ngạn, dạ. Nếu cậu bận thì đi trước đi. Dạ. Giám đốc Bùi à, thật là ngại quá, tôi xin phép đi trước. Phó tổng, anh thật là một người quản lý tài giỏi, rất biết cách giúp đỡ nhân viên cấp thấp nghĩ ra cách làm việc có hiệu quả tốt nhất. Cái mà nhân viên bộ phận nghiệp vụ dựa vào đó là tiền thưởng thành tích của họ, đương nhiên phải giúp cho họ sắp xếp thời gian cho hợp lý để thu lại được kết quả rồi. Nếu như tôi không giúp cho bọn họ thì ai giúp đây chứ? Nhưng tôi cảm thấy có lúc còn có những thứ quan trọng hơn cả tiền thưởng nữa. Tôi hỏi anh, trong công việc thì ngoài việc kiếm tiền ra thì còn có gì quan trọng hơn nữa sao? Đối với tôi mà nói thì học tập kinh nghiệm, tích lũy bản thân, còn có được là chính mình trong công việc cũng là điều rất quan trọng. Học tập kinh nghiệm và tích lũy bản thân của mình, không phải mục đích cuối cùng đều là kiếm thật nhiều tiền hay sao chứ? Còn nữa, được là chính mình, điều này có chút hơi trừu tượng rồi. Đây cũng là chỉ cách bề ngoài để ông chủ có thể dỗ dành nhân viên của mình thôi. Thật là ngại quá. Lúc trước tôi đều là dùng cách này để khuyến khích cấp dưới thôi. Nhưng mà tôi không hề nhắc tới anh. Những lời này nói ra cũng giống như khả năng của ông chủ khỉ dùng để an ủi chính mình thôi. Anh lại không phải là khỉ, anh cũng không phải là ông chủ. Nhưng mà chúng ta trong công ty không hề có hai loại người này. Đó là bởi vì anh ếch ngồi đại giếng thôi. Thế giới bên ngoài kia thật sự rất rộng lớn. Ở đây thì giống như một xã hội tư bản vậy. Tiền bạc và địa vị mãi mãi là thứ quan trọng nhất. Đó chính là quy tắc trò chơi ở bên ngoài. Phó tổng, không ngồi thêm chút nữa à? Ly này tôi vừa mới pha xong thôi. Đó là trà sữa của bộ phận khai phát các anh sao? Anh cũng biết à? Trước đây tôi từng uống rồi, nhưng mà giống loại trà sữa hay uống để hiểu được những thứ hạnh phúc nhỏ nhỏ, thực sự tôi không có hứng thú đâu. Tôi lại nghĩ có lẽ tới lúc tôi nên ra tay rồi, để cho anh biết rằng loại người như chúng tôi
Nếu đã để ý thì sẽ không phải là hạnh phúc nhỏ nhoi. Nếu anh muốn ra tay thì nhanh lên một chút đi, bởi vì bố cục của tôi đều đã sắp xếp hoàn thành hết rồi. Tôi sẽ coi nó như một lời chào đón mình. Hãy đợi tôi một chút, tôi sẽ lập tức quay trở lại. Nhân Ngạn, Nhất Điểm, dạ, vào đây ngồi đi. Dạ. Hải, hiện tại tôi đã thảo luận sắp xếp xong rồi, cho nên hai người có thể bắt đầu chuẩn bị bản lý lịch của hai người. Nếu như cần thu xếp ổn thỏa như thế nào đều có thể bắt đầu. Về phần đãi ngộ, về phần đó tôi cũng đã giúp hai người bạn bạc rồi, chắc chắn sẽ tăng gấp bội lần. Nhất Điểm, sao vậy? Không có, chỉ là có chút hơi lo lắng thôi. Với lại thời gian có phải hơi gấp rút quá hay không? Thật sự tôi chỉ hy vọng mọi người không phải đêm dài lắm mộng, nên tôi có thể quyết định càng sớm, mọi người cũng có thể an tâm rồi. Sợ cái gì chứ, chúng ta qua bên đó cũng là đi cả một tập thể mà, điều kiện làm gì cũng không khác biệt cho lắm. Nhân Ngạn, cậu phải nghĩ rằng lo lắng thật ra thì cũng là chuyện tốt. Mặc dù chúng ta đều là đồng đội của nhau qua đó cùng cố gắng, nhưng mà qua đó chúng ta phải đối diện với tất cả những điều mới mẻ, cho nên tâm trạng của chúng ta có một chút sợ hãi. Như vậy thì mỗi bước đi của chúng ta sắp tới phải thận trọng hơn, vậy chúng ta mới làm tốt được. Đúng đúng đúng, Phó Tổng nói rất đúng luôn. Thật ra tâm trạng của tôi mà nói có một chút sợ hãi đó. Nam tử hán nên chỉ hướng về xa hơn một chút. Tự nhiên đói bụng quá đi, mà đói bụng phải ăn cái gì mới được đây? Ai, sắp xếp đi ăn món Nhật thôi. Đi ăn thôi. Ôi trời đất ơi! Cậu làm gì vậy? Em muốn mời chị qua ăn cơm. Làm sao mà cậu biết tôi thích ăn món đó? Bởi vì em với chị có thần giao cách cảm mà. Cái cậu nhóc hôi sữa chính là già mồm. Ai nói cho cậu biết? Trước giờ em không biết nói dối. Là Hữu Đình nói cho em biết đó. Cô ấy nói chị thích món này nhất. Chả trách tiểu công chúa trại trở nên thông minh như vậy ha. Coi như cậu cũng có tâm. Được rồi. Nhưng mà cái này là của Hồng Môn Yến, tôi không thể nhận được đâu. Chị quá quá, chị còn chưa nghe em nói em muốn cái gì mà. Được rồi, đi. Cậu nói thử xem. Chị Qua Qua à, về chuyện của Phó Tổng, chị muốn em nghĩ ra đối sách. Em đã suy nghĩ rất kỹ, đáp án chỉ có một thôi, đó chính là chị. Suy cho cùng chị cũng là khai quốc nguyên lão mà. Khai quốc hả? Tôi có thể chấp nhận, nhưng mà nguyên lão thì tôi không thể chấp nhận. Nè, cũng kỳ lạ ha, cậu không phải là nói đi ăn cơm với tiểu công chúa hay sao? Cậu như vậy là không được nha. Cậu muốn theo đuổi người ta phải chủ động một chút. Không phải chị nói là trong công việc cần phải duy trì khoảng cách, nếu cùng nhau ăn cơm bị phát hiện phải làm sao? Đúng vậy. Cậu bây giờ có thể suy nghĩ thay cho con gái người ta rồi ha. Quá tốt. Cũng đúng thôi, cái cô gái này bên cạnh thái tử gia. Cô gái này rất là dễ bị người ta loại trừ.
Nhưng mà có chuyện tôi muốn nhắc nhở cậu. Cậu biết đó, nhà của cậu tôn thờ mẹ tổ, rất là khó hầu hạ. Cậu nên giải quyết cho tốt đi, đừng có để con gái người ta xảy ra chuyện mẹ chồng nàng dâu. Chị Qua Qua, chị làm ơn đừng đánh trống lảng nữa mà. Với lại bây giờ chị nói những điều này có phải là quá sớm không? Có quá sớm hay không? Trời ơi, cậu tưởng nhà cậu là ai chứ? Không phải luôn cãi nhau muốn làm a công sao? Chị Qua Qua, em thật sự rất cần sự giúp đỡ của chị. Suy cho cùng công ty này cũng do một tay chị tạo nên. Chị cũng từng là một phần của bộ phận phát triển, còn là người phụ trách của bộ phận nghiệp vụ. Cho nên vị trí phó tổng này do chị thay thế chính là thích hợp nhất. Thôi. Cái này quá nhiều rồi, cậu giúp tôi một tay đi. Chị Qua Qua, kế hoạch đối đầu ba bên của Stanley, chúng ta cùng nhau thực hiện thật tốt có được không? Được rồi. Thấy cậu lần lượt mua giúp tôi phần thức ăn ngon cho tôi như vậy, tôi cũng hiểu những lời của cậu rồi. Nhưng mà tôi chỉ nói một lần thôi, cậu hiểu là chuyện của cậu nha. Đối đầu ba bên, mà chân của ba bên chỉ định này nhất định là người hay sao? Không hiểu có đúng không? Tôi biết trước điều này mà. Cậu với tiểu công chúa ở bên cạnh nhau thì nhất định sẽ bị con bé đó làm cho ô nhiễm. Được rồi. Tôi giải thích rõ một chút, đơn giản lại một chút. Con người là một vấn đề lớn, cho nên bất kể là cậu tìm ai đó đóng thế cái chân này, sớm muộn gì cũng gặp vấn đề không lường trước. Cho nên quan trọng nhất chính là phương pháp. Đúng. Anh Chính Huy nói là biến số con người là nhiều nhất, cho nên mới khiến cho việc quản lý trở nên khó khăn như vậy. Cứ đổi cách nghĩ theo một hướng khác. Cái tên phó tổng tóc xoăn này, sở trường của anh ta là kênh thông tin và bán hàng hóa. Cho nên nếu như cậu có một kênh thông tin sách lược mới thì cậu không cần phải lo lắng. Phó tổng tương lai là ai cậu cũng không cần lo, vì thế nào cũng bị gãy thôi. Hình như hiểu được một chút rồi đó. Hiểu rồi sao? Cậu bé còn dạy được. Trời đất, cậu ăn hết rồi hả? Trời ơi, tôi còn chưa ăn mà ăn rồi. Thôi còn ngại quá, để em đi mua hộp mới cho chị. Cái vị tổng giám đốc này thật là đáng kinh ngạc quá. Không ngờ cậu còn là một con sâu gạo nữa. Quý Hà, Thừa Trinh nhà bà đó tối hôm qua đã ngủ nhà của tôi đây nè. Tôi biết chứ. Nó sáng sớm thức dậy đã về nhà thay quần áo rồi. Sau đó thì nó nói với tôi là đi vận động. Thì nó cũng nói với tôi y như vậy, là vận động cái gì đó. Nè nè nè, xem ra chuyện vui mừng của chúng ta tới rồi nha. Đúng vậy. Bữa trưa hôm nay hai người chúng ta tùy tiện ăn món gì đó đi. Rồi. Ê, cái hộp thức ăn khô của tôi tất cả tại sao lại không thấy nữa vậy? Hả? Trời ơi, còn bị gói nữa. Mẹ mà. Chào Hữu Hân. Công chúa Bạch Tuyết, mẹ với dì Quý Hạ của con chút nữa sẽ đi siêu thị mua đồ ăn. Công chúa Bạch Tuyết muốn ăn gì lát mẹ mua cho. Đi siêu thị hả? Mẹ. Hả? Ở đó có đồ ăn gì hay là canh gì thích hợp cho người bị cảm để ăn hay không vậy mẹ? Hả? Ồ, con bị cảm sao? Không phải, em con không có. Trời ơi, vậy con hỏi như vậy làm gì? Là cho sư tỷ của con. Học tỷ của con bị bệnh, nghiêm trọng không? Có một chút, cho nên con tính là nấu món gì đó cho chị ăn. Tay của con là dùng để đánh đàn, còn mấy chuyện nấu nướng để mẹ giúp cho con. Chút nữa tôi mua nửa con gà đất, sau đó tôi hầm canh gà, rồi con đem tới cho tỷ tỷ gì đó của con ăn. Phải thêm một chút táo đỏ nữa, con gái mà ăn táo đỏ là tốt nhất đó. Đúng rồi, táo đỏ rồi ha. Đúng vậy, chị coi tôi quên mất tiêu rồi. Đúng là chỉ có Quý Hà hiểu thôi, cũng may có chị nhắc nhở. Chứ sao nữa. Không có bà tôi mới phải làm sao đó. Bạn tri kỷ à? Biết danh đó cấp rồi, ba là bạn của tôi tri mà. Kỷ. Hả mẹ?
Mẹ mà con... Con có một câu hỏi muốn hỏi hai người có được không? Được. Cả hai từ lúc đi học tình cảm đã tốt như vậy sao? Đúng vậy, đương nhiên rồi. Vậy hai người có từng bị hiểu lầm hay chưa? Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Tôi hiểu rồi. Ý của con bé là hai người chúng ta lúc trước từ sáng tới tối đều dính lấy nhau như vậy nè. Có người hiểu là hai chúng ta là một đôi hay là một cặp làm gì sao đó. Có thể chứ. Đúng vậy, làm sao mà có thể. Tại sao được? Là không thể chứ? Tình cảm với hai người tốt như vậy mà. Hân à, tình cảm giữa dì với mẹ con chính là tình cảm chị em với nhau mà, không phải là tình cảm yêu đương. Đúng vậy. Tiểu công chúa hỏi câu này thật là dễ thương mà. Đúng rồi. Dì nói con nghe một chút bí mật của mẹ con nha. Mẹ con thời còn trẻ thích nhất là hẹn dì đi nhảy nhót, thực chất là đi ngắm nam sinh thôi. Đúng rồi. Vậy mẹ mới nói cho con biết bí mật của dì Quý Hà của con nha. Dì ấy thích nhất là đi tham gia các hội nhảy nhót là bởi vì dì thích ngắm những nam sinh là thôi chứ. Thật ra đúng không? Hai chị em chúng tôi đi tới đó để xem nam sinh mà thôi. Sau đó giúp anh ta ghi điểm. Nếu như có người nào thích mình thì sẽ giúp đối phương làm bóng, làm cơ hội nói chuyện với người ta cả ngày. Cầu xin, đây chính là chuyện mà chị em có thể làm cho nhau hay sao? Còn không phải cho sao? Cho nên chị em sẽ không vì đối phương và người khác đi lại gần nhau rồi lại có cảm giác ghen tức, có đúng hay không? Không đâu. Trời ơi, cũng có một chút. Chính là nếu như có người muốn tranh giành bạn tốt của mẹ thì xin lỗi nha, mẹ nhất định sẽ rất tức giận. Nhưng mà nếu như người đó muốn theo đuổi bạn tốt của mẹ, wow, vậy thì mẹ sẽ rất vui mừng, giơ hai tay hai chân lên tán thành. Bà còn nhớ hay không, chúng ta tham dự rất là nhiều buổi nhảy nhót nhưng mà đều không có thích ai hết. Không hiểu mắt mà. Nhưng mà có một lần trong lúc trước khi tham gia vũ hội, trong lúc đang đi trên xe buýt, tôi đã gặp được Bùi Dũng Tiến nhà chúng tôi. Thật đó. Lúc đó bạn của con nhờ dì giúp ông ấy nói lời tốt đẹp trước mặt mẹ con nữa mà. Về sau ông ấy còn hẹn mẹ con đi trượt băng nữa. Trời ơi, hễ trượt là trượt luôn. Cho nên mới xảy ra chuyện chứ. Thì mới xảy ra chuyện hả? Bà tám chứ gì. Con nghe hai người nói như vậy, con rất là khẳng định con có thể phân ra được điểm khác biệt giữa người yêu rồi. Ồ, thật ra hiện nay nam nữ qua lại với nhau so với thời của tuổi dì lúc đó, cơ hội đã có nhiều hơn. Nhưng lúc đó quá dễ dàng sẽ đem người nam bao kín lại. Đúng. Hữu Hân à, có phải là con muốn hại cậu trai đó hay sao? Đúng rồi. Sẽ hiểu lầm đúng đó. Không phải đâu mẹ mà. Bây giờ đối với chuyện tình cảm nhất định phải phân định rất rõ ràng. Hả? Phân định rất rõ ràng? Trời ơi, công chúa Bạch Tuyết của mẹ, cô đã thích ai rồi có đúng hay không? Là quen nhau ở trường có phải không hả? Phải không? Người hả? Đó là bạn học của con hả? Nó tên gì vậy? Nó nhìn như thế nào? Nó học ở trường nào vậy con? Mẹ đừng có gấp gáp. Trái lại về sau mọi người cũng sẽ đều biết hết thôi. Ai trời ơi. Chị xem có phải là tôi đang bắn pháo hoa hay không vậy? Công chúa Bạch Tuyết của tôi hình dáng ra sao vậy? Con nói cho mẹ nghe đi. Đẹp trai không con? Kỳ lạ, không phải nói buổi sáng đặt hàng, buổi chiều giao tới sao? Sao mà lâu quá vậy? Hữu Đình à, không phải tan ca rồi sao? Sao còn ở đây? Tôi đang chờ giao hàng trên mạng đó. Con gái mấy cô thích nhất là đặt hàng trên mạng, bây giờ không đi dạo phố mua sắm nữa hả? Dạo phố? Bây giờ làm gì có tâm trạng dạo phố? Chị Thừa Trinh còn lo lắng hàng hóa giao cho đại lý sẽ có vấn đề kìa. Bây giờ cần tôi tìm giúp đại lý thay thế. Khuyết điểm của phó tổng, tôi sẽ cố gắng nghĩ cách. Chỉ là tôi rất lo lắng cho các cửa hàng đại lý phân phối trước đây sẽ thay đổi. Cho nên chị Thừa Trinh dự tính đơn từ xong rồi, muốn tôi đi mượn bên sản xuất sản phẩm dùng thử. Nhưng mà mượn nhà sản xuất, lưu trình của người ta rất nhiều, không biết có kịp hay không nữa đây. Cho nên tôi mới đặt hàng trên mạng trước, sau đó đem đi dùng thử. Nếu như không có vấn đề thì tôi sẽ nói chuyện với bên kia. Như vậy thì không quá mất thời gian rồi. Hay thiệt. Anh xem có phải tôi rất có tâm không? Cô dạng chính hy,
lần này đều đồng ý giúp đỡ tôi. Nhất là anh Chính Hy đồng ý giúp tôi gánh vác trách nhiệm, đúng là rất cảm kích. Anh cảm ơn anh của tôi nhiều hơn hay là cảm ơn tôi nhiều hơn đây? Không phải đều giống nhau sao? Giống nhau chỗ nào chứ? Hình như anh vừa nghe nói tới chỉ là thuận miệng cảm ơn tôi mà thôi. Vậy hay là tôi mời cô ăn cơm nha, để bày tỏ chút thành ý. Vậy anh nói với anh của tôi một tiếng đi. Tôi thông báo xong rồi, vừa mới gửi đi. Hữu Đình à, tôi nghĩ tới một chuyện. Tôi phát hiện chỉ cần có cô bên cạnh thì mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết. Anh đừng có như vậy nữa. Bây giờ còn đang ở trong công ty, chúng ta cũng nên duy trì khoảng cách một chút. Nếu như có chuyện cần nói, chút nữa ăn cơm rồi nói sao? Không được, bây giờ tôi muốn nói. Được rồi, vậy anh nói nhanh đi. Cô vừa mới cho tôi một ý tưởng rất là hay luôn. Tôi phát hiện nếu con đường sau này của chúng ta đều lấy việc bán hàng qua mạng làm chủ đạo, như vậy có thể mở ra một thể thức hoàn toàn mới, không cần phải dựa vào người như phó tổng nữa. Anh muốn nói chính là những lời này hả? Đúng vậy, nếu như sản phẩm của chúng ta trực tiếp bán cho người tiêu dùng mà lại không cần phải thông qua hiệu tóc, như vậy người tiêu dùng bình thường bọn họ chỉ cần nhấn vài nút trên điện thoại là có thể mua được hàng rồi. Tuyệt thật đó, Từ Duy Minh, cách này cũng hay đó. May mà nhờ có cô, tôi mới nghĩ ra được. Vậy bây giờ anh cảm ơn tôi nhiều hơn là cảm ơn anh tôi đúng không? Đương nhiên, anh cô giúp tôi câu cá, còn cô cho tôi cần câu, khác biệt rất lớn có phải không? Nhưng mà đừng nói cho anh cô biết nha, ảnh sẽ giận đó. Anh buồn cười thiệt đó. Tôi là tổng giám đốc, phải duy trì khoảng cách, ở đây là công ty. Đi thôi, ăn cơm. Được. Chính Hy à, sau khi anh chạy đi tìm Duy Minh, nó vẫn ổn chứ? Hả? Có bị dọa sợ không? Có nguy hiểm là có chuyển biến tốt. Hiếm khi có cơ hội tốt như vậy, có thể để nó gia chạm một chút. Nó thì dễ lắm. Cậu ấy thật là vừa mới nhậm chức tổng giám đốc, cậu ta lại đi làm loạn rồi. Mình thật sự phải giúp đỡ cậu ấy thật tốt rồi. Giúp thì đương nhiên là giúp. Nhưng mà lần này không chỉ dựa vào chúng ta thôi, bản thân Duy Minh cũng cần có nội lực. Cơ hội lần này phải nắm bắt cho tốt. Anh muốn bản thân nó một mình gánh vác hả? Vốn dĩ là anh hy vọng nó có thể mượn cơ hội lần này để tạo uy tín, để mọi người phục nó. Nhưng mà quá khó khăn, có quá nhiều con chó, làm sao có thể so được với quá nhiều con sói như vậy. Con chó lớn bao nhiêu vậy hả? Anh nói Duy Minh làm như yếu đuối lắm vậy đó. Nói thật là lần này là chiến trường sinh tử của Duy Minh, hy vọng nó có thể nhanh chóng trưởng thành. Thời Trinh à, có người gửi cho con thiệp mời nè. Ai vậy mẹ? Con xem đi. Châu Vĩnh Tường sắp kết hôn rồi mẹ. Là bạn trai cũ của em. Đúng, bạn trai cũ của con. Hèn gì mẹ cảm thấy cái tên này nghe quen quen. Bạn trai cũ gửi thiệp mời đám cưới cho bạn gái cũ, cái này hình như không đúng lắm mà nha. Trời ơi, cũng được mà. Cái này rất đơn thuần là tình bạn giữa bạn bè với nhau thôi. Bình thường quan tâm một chút là được rồi. Nhưng mà kết hôn là chuyện trọng đại như vậy, anh thấy là để tuyên bố ra quy với em. Hả? Ra quy? Chính là nói rằng anh ta không có em vẫn có thể sống rất tốt. Không chừng là chính là hy vọng em có thể phút cuối tới cướp hôn. Trời ơi. Anh đó nghĩ quá nhiều rồi ha. Trên TV điều diễn như vậy mà. TV điều diễn như vậy, vậy anh cảm thấy em sẽ làm như vậy sao hả? Không có gì, tiếp đi tiếp đi, mẹ con cũng từng tuổi trẻ mà. Mẹ nói có thể rồi mà. Đừng có làm loạn vậy mà. Có cần tiếp luôn cho nóng không hả con? Các con cũng mau chóng hồi đáp lại cho Vĩnh Tường một chút đi chứ. Mẹ Mạc, bác yên tâm, tụi con đã tìm ra phương hướng để cố gắng rồi bác. Đúng đó mẹ, gần đây thật sự có rất nhiều việc phải giải quyết, cho tụi con chút thời gian nữa nha. Được rồi, mẹ biết, cho dù ép tụi con cũng không tác dụng. Đợi tụi con sau này làm cha làm mẹ rồi sẽ hiểu, hôn lễ của con gái một ngày chưa định đoạt thì lòng mẹ chưa được yên đâu. Hiểu rồi mà. Cái đó
mọi người đã nói tới chuyện chung thân đại sự rồi. Con cũng có một chuyện chung thân đại sự muốn tuyên bố với mọi người đây. Nè con mau nói đi chứ. Có phải con muốn nói với mẹ là mẹ sắp làm bà nội rồi phải không? Bà nội gì chứ? Mẹ à, hiện giờ con vẫn chưa có đối tượng mà. Vậy con xin với ai đây? Không phải mẹ sắp làm bà nội sao hả? Không phải mà. Sao đầu óc của mẹ lại có thể tưởng tượng phong phú như vậy chứ? Mạc Thừa Hàn, mẹ trước giờ luôn lo cho em trở thành bộ dạng như vậy có tốt hơn không? Mẹ lo lắng cho em thay đổi con gái nhà người ta, rồi đột ngột một ngày nào đó lại dắt một đứa nhỏ tới trước cửa nhà bấm chuông. Cái gì chứ? Con thấy mẹ Mạc, Thừa Trinh, hai người đối với Thừa Hàn có phải là không có lòng tin hay không? Vẫn là anh Chính Hy hiểu em nhất luôn nha. Nó đều ở bên ngoài nuôi mà thôi. Anh Chính Hy, anh chỉ giỡn thôi mà. Em nói nhanh đi, chung thân đại sự cái gì? Là mọi người cũng biết công việc của em ở trong một khoảng thời gian rất hạn chế, sẽ sinh ra rất nhiều ý tưởng. Đúng đó, đúng đó. Mẹ thường xuyên thấy công việc của con làm tới tận nửa đêm lận. Sáng hôm sau đã phải dậy sớm rồi, cơ bản là chỉ ngủ có mấy tiếng đồng hồ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ thể của con sao chịu nổi đây mẹ, hả? Mẹ à, con thấy không sao đâu. Chỉ là gần đây linh cảm có hơi bị cạn kiệt. Dù con có mang ngồi thuốc nổ cả ngày thì cũng không nghĩ ra được cái gì hết. Cho nên nên con muốn nói việc ở văn phòng nên tạm thời gác lại đi. Thật sao? Em đã suy nghĩ kỹ càng chưa đó? Được. Nếu như con suy nghĩ kỹ rồi, mẹ sẽ cổ vũ con. Quả nhiên chỉ có mẹ là tốt với con nhất mà thôi. Mẹ à... Em mấy tuổi rồi hả? Thừa Hàn, nếu như em muốn, chỗ này của anh để cũng ok đó. Ai thèm ngồi chỗ đó chứ. Chị à, qua ngồi đi. Em có Quý Hà là đủ rồi. Được rồi. Mẹ cổ vũ con mà. Bùi Hữu Hân, em có nghe người ta nói là nửa đêm còn dùng điện thoại thì mắt sẽ mù không? Chị, làm sao mà chị biết được em đang coi điện thoại? Em cứ quay qua quay lại lại còn than thở nữa, em tưởng chị không nghe thấy sao? Là bởi vì chuyện của Học Tỷ hả? Sư Tỷ vừa mới hết sốt thôi à. Vậy không phải rất tốt hay sao? Nhưng mà em muốn đi thăm chị ấy. Muốn đi thì đi đi. Như sư tỷ nói là không được đi. Hả? Hai người thật kỳ lạ nha. Yêu nhau mà sao đau khổ tới vậy chứ? Bộ chị biết hả? Chị, thật sự là em có thể đi được không? Nếu không thì em nói với Học Tỷ, chị với em cãi nhau, chị không ngủ được, cho nên chị đuổi em ra ngoài. Ôi, chị ơi, em yêu chị. Được rồi, nhỏ tiếng một chút, ba mẹ nghe thấy bây giờ. Nhưng mà hiện tại anh đều biết hết chuyện rồi. Em vẫn cảm thấy là bản thân nên nói rõ với anh ấy. Em không muốn giấu anh nữa. Em không muốn giấu giấu giếm giếm, lòng không hiểu lòng. Anh hai thì để chị nói cho. Không cần như vậy đâu chị. Chị đã vì em mà làm nhiều việc rồi. Em thật là phiền quá. Đi mau đi, nhanh lên. Chờ chút xíu nữa chị gọi taxi giúp em nha. Nồi nắp đi, nhanh lên. Mau. Ủa Hữu Đình, chưa ngủ hả? Vì đói quá cho nên là em không ngủ được nên bò ra đây hâm canh gà ăn. Anh uống không vậy? Thôi khỏi đi, anh không đói. Vậy anh ngủ sớm nha. Hồ Hân nó ngủ chưa? Nó ngủ rồi. Tâm trạng của nó sao rồi? Tâm trạng rất tốt. Thật hả? Phục hồi nhanh như vậy à? Rất tốt.
Anh làm gì vậy? Anh muốn xem Hù Hưng một chút. Trời ơi, không có cần đâu, nó đi ngủ rồi. Chúng ta đừng nhỏ tiếng một nó. Chút, không ồn đâu. Kỳ lạ, anh không thể xem một chút hả? Không thể trốn đi được. Trốn đi chính là không có dũng khí. Nhưng mà bệnh tình của chị tới nông nổi này rồi. Em cảm mạo rồi sẽ hết thôi mà. Nhưng nếu tạo ra hiểu lầm, chỉ càng làm cho tình trạng hiện nay loạn thêm thôi. Bùi Hữu Đình, em kỳ lạ thật. Đừng nói là đã làm chuyện gì sai trái phải không? Có phải em lén đem Từ Duy Minh về nhà qua đêm phải không? Hả? Anh, là em, chị không có liên quan gì hết. Em muốn đi đâu vậy? Lúc nãy chị đã nói em nghe hết rồi. Thật ra anh biết hết chuyện. Vậy thì em cũng muốn thừa nhận với anh. Bây giờ em muốn đi tìm sư tỷ của mình. Anh biết là người mà em thích chính là nữ. Anh cũng biết em thích sư tỷ. Vậy anh có thể đợi em quay lại rồi phạt em cũng được mà. Sư tỷ đang bị bệnh rất nặng, em nhất định phải đi thăm chị ấy.